Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng trong năm 2024 năm Giáp Thìn, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm từ tháng dần đến tháng đến tháng Mùi. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm này thì những người tuổi Mậu Ngọ vận gặp vận hạn gì và sẽ có những cái bước đột phá nào? Như chúng ta đã biết ấy, thì những người tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 năm Quý Mão thì gặp cục diện là phá thái tuế và hết cái năm 2023 Bước sang năm 2024 Thì là một cái năm đột phá thành công Và gặp nhiều cái may mắn Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn Về cái vận trình 6 tháng đầu năm Của những người tuổi mộ ngọ nữ mạng Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay à, Kính thưa quý vị Bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 do thìn. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm này sẽ có những cái biến động gì đối với những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết ý, những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2023 năm Quý Mão thì bị gục cục diện là phá thai tuế và cái năm nay được coi là một cái năm khá là bất ổn đó và không ít những người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 ấy, cũng phải khá lao đao lận đận trong năm 2023 năm quý mão và bước sang năm 2024 năm giáp thìn thì đây là một cái năm bứt phá đổi đời với những người tuổi mậu ngọ vậy thì những cái vận hạn gì sẽ đến với những người tuổi mậu ngọ xin mời quý vị cùng theo dõi à, chúng ta biết ý, những người tuổi mậu ngọ có thiên can là mậu đúng không ạ địa chi là ngọ người này có lá số là dương nữ nhá có ngũ hành là gì thiên thượng hỏa có cung mệnh là cung tốn thuộc mộc được gọi là cứu nội chi mã, có nghĩa là ngựa trong chuồng, có xương con ngựa, tướng tinh con heo, con nhà xích đế cô bẩn. À, thưa quý vị, để xét về vận hạn 6 tháng đầu năm thì chúng ta cùng lướt qua một chút về cái tử vi của những người tuổi mộ ngọ trong năm 2024 để chúng ta nắm qua được cái vận hạn khái quát, từ đó chúng ta đưa ra được những luận đoán chính xác hơn với từng tháng nhé. À, quý vị đã biết những người tuổi mộ ngọ đúng không ạ? Thì trong năm 2024 chúng ta có ngọ gặp thìn, Ngọ hỏa gặp thìn thổ là cục diện tương sinh nhưng mà là sinh xuất, vậy nên là trong trong thời gian này thì sức khỏe của quý vị cũng được ổn định, tình cảm thì trong năm nay cũng được nhiều cái may mắn và không bị cái xung khắc. Ở à bên cạnh đó thì chúng ta có ngọ ngọ hỏa sinh thìn thổ tức là sinh tương sinh cho lưu niên, vì thế mà nó sẽ bị hao hụt lực đúng không ạ, hao hụt à, và nó sẽ gì cảm có cảm giác là trong năm ấy bị mệt mỏi, bị chán nản và dễ lâm tình trạng là chán nản vào cuộc giữa trường. Vậy nên là những người tuổi mậu ngọ cần phải hết sức lưu ý nhé. Và để hóa giải cục diện này thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế che chở giúp đỡ, giúp cho vận trình năm nó được thuận lợi, may mắn và hành thông. Đó. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. À, bên cạnh đó thì chúng ta xét về cục diện thiên can, chúng ta có mậu gặp giáp thì nó là gì? Nó là thất sát, gặp thất sát. Nó chưa gặp thất sát, chiếu mệnh, nó nói đơn giản là gì? những người tuổi mộ ngọ dễ gặp những cái rắc rối khó lường trong cuộc sống cũng như là trong công việc khiến cho bản mệnh phải phiền lòng phải bận tâm và gặp rất nhiều áp lực căng thẳng nói chung ngay lúc này đây thì những gia chủ tuổi mộng ngọ không nên phó mặc cho số phận hay là thờ ơ với mọi thứ xung quanh vì quý vị có hoàn toàn đủ khả năng để đánh bại những cái thử thách này à, gia chủ tuổi mộng ngọ nữ mạng nên là gì nói chung là phá vỡ cái lề lối cái thói quen cũ trong công việc để bước sang một cái giai đoạn mới lúc này thì khá là khó khăn nhưng nhưng mà ấy, tương lai nó sẽ giúp cho quý vị có một cái cuộc sống tốt hơn đó đó tiếp đến là chúng ta biết địa chỉ thìn này, này nó ẩn tàng ba thiên can mậu quý và ất chúng ta có mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên mậu gặp quý nó là chính tài và mậu gặp ất nó là chính quan nói chung ấy chúng ta có mậu gặp mậu là tỷ kiên thì cái tỷ kiên nó nói đến rằng là gì trong thời gian này những người tuổi mậu ngọ khá là cẩn thận khá là chi tiết khá là tỉ mỉ vậy nên là gì ít dễ ít mắc phải những cái sai lầm trong công việc và cái tỷ kia nó xuất hiện trong thiên can đản tàng nó cũng báo hiệu đây là một cái may mắn cho những người tuổi mậu ngọ do là quý vị chỉn chu tỉ mỉ nên là gì cũng sẽ được cấp trên để ý đồng nghiệp khen ngợi và sẽ có cơ hội gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp quý nó là chính tài chính tài nó cũng dự báo là trong tháng này thì những trong chính tài nó cũng dự báo là trong năm 2024 thì những người tuổi mậu ngọ nên tập trung vào công việc chính của mình tránh xa đà vào những cái chuyện đầu tư kinh doanh hay là chạy theo cái xu hướng đám đông mà lại gây chuyện mất mát về tiền bạc Quý Vị cứ làm tốt công việc tài chính của mình thì nó sẽ gì? Nó sẽ không không có cái gì là khó khăn quá đối với, đối với thì nó sẽ không có gì là khó khăn quá đối với những người tuổi Mậu ngọ. Bên cạnh đó, chúng ta có Mậu gặp Ất thì nó là chính quan. Cái chính quan nó nói lên rằng là gì? Cái con đường quan vận của những người tuổi Mậu ngọ cũng đang mở rộng thanh thang. Nói chung ấy, các thiên can ẩn tàng này nó đều chứa là những cái điều tốt, nó mang lại cho quý vị một năm nếu mà nắm bắt được cơ hội thì nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn. Vì vậy để hóa giải cái thất sát này thất sát này và mang lại cái may mắn cho cái tỷ kiên chính tài và chính quan mang lại thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 à, thêm nữa trong năm nay chúng ta xét về cái sao hạn đúng không? thì những người tuổi mậu ngọ 1978 nữ mạng là 47 tuổi gặp sao hạn là sao văn hớn Sa văn hớn nó xấu nhất vào cái tháng 2 và tháng 8 đúng không? Tháng 2 là tháng đinh mão và tháng 8 là tháng quý dậu. Thì đây là hai cái tháng mà những người tuổi mậu ngọ cần phải đề phòng nhé. Bên cạnh đó, cái 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 sao văn hớn này, này thì nó là một cái trung tinh, nó không quá tốt cũng không quá xấu. Gặp cái sao này chiếu mệnh thì công việc cũng chỉ ở mức trung bình. Ngoài ra ấy, thì năm hạng tuổi ngoài ra thì gia chủ tuổi mậu ngọ nữ mạng cần đề phòng cái chuyện thị phi, thương tật, ốm đau bệnh tật. Hay là gì? Gặp cái họa từ mỗi miệng mà ra. Đấy à, quý vị cũng dễ gặp cái chuyện kiện cáo vậy nên là gì trong năm ấy giấy tờ phải hết sức cẩn thận nhé cái giá giấy tờ hợp đồng thì quý vị cũng nên đọc kỹ đọc kỹ rồi mới dẫn ký nhé nói chung ấy cái sao này xấu nhất vào tháng 2 và tháng 8 vị trí là tháng đinh mão và tháng quý dậu là hai cái tháng mà quý vị cần phải đề phòng à, thêm nữa trong năm ấy quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn ngũ mộ đúng không ạ cái ngũ mộ nó chủ về cái sự hao tài chủ về sự bất an nói chung trong nhà thì không yên mà sức khỏe thì bị giảm sút à, trong thời gian này quý vị cũng không nên tin người thái quá không nên đứng ra bảo lãnh cho ai đó vay tiền hoặc là mượn đồ, kẻo dễ mất mát về tiền của. Nói chung ấy, mua đồ thì quý vị cũng phải cẩn thận nhé. kẻo mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Đó. Vậy nên để hóa giải cái văn hớn và cái hạn ngũ mộ ấy thì trong dịp đầu năm quý vị nên làm một cái nghi lễ gọi là nghi sao giải hạn. Bên cạnh đó, với nữ mạng thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc chi Nhân. Cái Vạn Phúc chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là làm bằng bạc, từ mạ vàng và trên này nó có một cái viên đá ruby. Đó phía trên của cái viên đá ruby nó là một cái hình tượng chữ vạn của nhà Phật với cái biểu tượng là vạn điều may mắn vạn sự cát tường đó vạn điều may mắn vạn sự cát tường và cái viên đá ruby này, này nó là một trong các loại đá quý trong phong thủy nó mang cái nguồn năng lượng dương cao khi mang theo bên mình nó sẽ giúp gia chủ tăng cường cái sức khỏe tăng cường cái may mắn và tăng cường cái tài lộc à, bên cạnh đó nó sẽ giúp tĩnh tâm an nhiên và hóa giải những cái vận hạn xấu của năm như là cái sao văn hớn hạn ngũ mộ cũng như các vận hạn khác giúp cho gia chủ có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào À, cái vạn phúc chi nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ nhé. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mộng ngọ nữ mạng. À, thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa xét xong cái tổng quan vận hạn và chúng ta biết là cái năm này cũng là một cái năm mà được đánh giá là cũng có những bước tiến triển nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có nhiều khá nhiều là khó khăn và chắc trở đối với những người tuổi mậu ngọ nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét xem là trong cái 6 tháng đầu năm thì cái tháng nào tốt, tháng nào xấu và những người tuổi mậu ngọ thì quý vị sẽ gặp vận hạn gì và có những cái bước đều và sẽ, và sẽ có những cái bước đệm nào đưa những người tuổi mậu ngọ đến cái thành công. Đầu tiên chúng ta cùng xét về tháng riêng là tháng bính dần. Đấy. các cụ nói tháng riêng là tháng ăn chơi thì cái trong tháng bính dần này này nó là một tháng cũng khá nhiều độc lá, khá nhiều độc lá với những người tuổi mậu ngọ à, nữ mạng đúng không ạ? Chúng ta có mậu này, ngọ gặp dần thì nó là gì? Của điện tam hợp như vậy là gì trong năm 2024 ấy, được cục diện tam hợp để che chở nên vận trình tài lộc của những người tuổi ấy, mậu ngọ cũng khá là tốt khá là dồi dào gia chủ thì làm đâu tháng đó, đó. mang lại một cái khoản lợi nhuận dùng dính cho bản thân à, nếu mà những người tuổi mậu ngọ ấy mà đang ấp ủ một vài kế hoạch kinh doanh hay làm ăn ấy, thì có thể bắt tay ngay vào thời gian này vì cũng sẽ rất có lợi nhé à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp bính thì nó là thiên ấn đúng không ạ cái cục diện thiên ấn nó chiếu mệnh nó cũng nói lên rằng là gì trong thời gian này thì những người tuổi mậu ngọ ấy nói chung ấy cũng củng cố được cái địa vị củng cố được cái chức quyền của mình và nói chung ấy được thiên ấn nó chiếu mệnh nó trợ lực nên là những người đang làm quan chức đang làm cấp cao hoặc đang làm quản lý ấy, sẽ có lợi đó đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp thì luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên đây là cũng là một tháng mà mang lại khá nhiều cái may mắn cho những người tuổi mậu ngọ nhé à bên cạnh đó chúng ta có địa chi dần thì ẩn tàng bát thiên can giáp bính và mậu đúng không ạ Chúng ta có mậu gặp giáp thì nó là thất sát, mậu gặp bính nó là thiên ấn và mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên. Đó. Như vậy là gì? Cái thất sát nó xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng. Xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng nó cũng dự báo là trong trong cái tháng riêng này này nó sẽ gây ra cho quý vị những rắc rối khó lường và dễ bị tiểu nhân hãm hại hoặc là những có những chuyện thị phi tai ách khiến cho gia chủ phải phiền lòng phải bận tâm và đôi khi cũng sẽ mệt mỏi và đôi khi dễ chán trường à, thêm nữa thì bên cạnh cái thất sát thì chúng ta có bính có mậu và bính thì nó là thiên ấn. Cái thiên ấn này nó cũng củng cố lại cái địa vị, củng cố lại được cái chức vụ cho những người tuổi mậu ngọ. Đó. Và trong thời gian này thì những cái quyết định của quý vị đưa ra cũng sẽ giúp cho tập thể có những bước phát triển đột phá mới đấy. Vậy nên là quý vị cứ mạnh dạn mà đề xuất thì sẽ có được cái cơ may là có được thêm cái chức vụ mới, quyền lợi mới. Thêm nữa chúng ta có mậu và mậu nó là tỷ kiên. Thì cục diện tỷ kiên nó nói lên rằng là gì? trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi mậu ngọ nói chung ấy À, làm việc rất cẩn thận rất tỉ mỉ nên là cũng rất rất được lòng nhiều người nhé vậy nên là gì để gia tăng thêm cái may mắn do cái thiên ấn cái tỷ kiên nó mang lại và để hóa giải cái thất sát này này thì những người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 ấy quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. À, thêm nữa thì chúng ta biết cái tháng riêng này, này nó có liên liên bệnh nó nhầm bệnh, đúng không? Liên liên bệnh nó chủ về chuyện bệnh tật, về chuyện ốm đau, về cái chuyện là gì? Nói chung là gặp nhiều cái áp lực đấy. Bệnh này cả về tâm lý lẫn cả về gì? Cả về sức khỏe nhá. Vì thế quý vị cũng cần phải hết sức uh, bận uh, hết, hết sức là lưu tâm. À, bên cạnh đó thì chúng ta có liên bác sĩ, bác sĩ nó làm một cái sao tốt, nó chủ về cái sự thông tuệ, chủ về cái sự sáng suốt, chủ về cái sự uyên bác. Hơn nữa nó cũng là một cái hình tượng để gì, hóa giải những cái bệnh tật, những cái điều xấu do sức khỏe nó mang lại. Vì thế mà trong thời gian này thì những người tuổi mậu ngọ ấy à, cũng sẽ yên tâm, yên tâm hơn khi mà sức khỏe được đảm bảo. Nhưng mà quý vị cũng đừng vì thế mà chủ quan nhé, hãy luôn cảnh giác với cái sức khỏe của mình. Nếu mà thấy dấu hiệu bất thường thì nên đi khám ngay. À, trong thời gian này nói chung ấy thì chúng ta có thêm cái sao lộc tồn để chiếu mệnh nữa lộc tồn nó chiếu đến nó ăn ngữ trong cái tháng 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 riêng này vậy nên nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn về 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 cho những người tuổi mậu ngọ dễ có cơ hội kiếm tiền và làm giàu lại kết hợp với ông tam hợp với nữa thì lại thiên ấn nữa thì nói chung đấy cơ hội này cũng rất là lớn đấy chỉ cần những người tuổi mậu ngọ nắm bắt được thì nó sẽ có được cái tài lộc như ý à bên cạnh đó thì trong tháng này có liên điếu khách điếu khách nó chủ về sự ăn chơi xa đọa cờ bạc rượu chè và đam mê tiểu sắc vì thế mà quý vị nếu mà sát hà vào cái cái này thì nó rất dễ dẫn tình trạng là sa sút về tài lộc vậy nên trong năm cần phải quản lý chi tiêu một cách nghiêm ngặt tránh mua sắm những thứ đồ không cần thiết và tránh tụ tập chơi bời kéo lại gì vác cái họa vào thân gây chuyện mất mát về tiền bạc à, bên cạnh đó thì quý vị nói chung ấy cái tháng tháng riêng này cũng là một cái tháng nói chung là tốt nhé tốt tốt với quý vị nói chung sức khỏe thì cũng được đảm bảo này tài lộc thì được khương vượng này đúng không ạ và cũng có nhiều cơ hội để thăng tiến thăng quan tiến chức và chuyển đổi cái vị trí công việc lên vị trí cao hơn tốt hơn đó. nên là tháng này là một cái tháng tốt nhé quý vị hãy tận dụng cơ hội này để gì để gia tăng thêm cái may mắn cho mình tiếp theo chúng ta xem tháng 2 tháng 2 nó là tháng đinh mão thì trong cái tháng đinh mão này thì cái sao văn hớn nó phát huy tác dụng tốt nhất đúng không ạ nó sẽ gây ra nhiều cái chuyện thị phi và nó sẽ gì gây ra nhiều cái cái, cái áp lực cái thương tổn khiến cho những gia chủ tuổi mậu ngọ dễ nổi nóng và dễ bỏ cuộc giữa chừng lại thêm cục diện thì ngọ gặp mão nó là tương phá nữa cái cục diện tương phá này thì nó cũng báo hiệu rằng những người tuổi mão rất dễ nó cũng dự báo rằng này, cái cục diện tương phá nó cũng dự báo là những người tuổi tuổi mậu ngọ nữ mạng ấy, rất dễ bị tai bay vạ gió và bị tổn thương trong năm nay vận may thì nó xa sút và cái tiểu nhân thì nó dâng cao vì thế quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp đinh thì nó là chính ấn thì cái chính ấn nó cũng mang lại nhiều cái may mắn tức là nó sẽ hóa giải được phần nào đó những cái xui xẻo và nó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn nhé đó bên cạnh đó chúng ta có mão mão thì ẩn tàng thế cả là ất chúng ta có mậu gặp ất nó là chính quan như vậy là con đường quan quan vận thì nó cũng sẽ được gì được hanh thông thuận lợi và cũng sẽ ít có những cái bất bất lợi nó đến với những người tuổi mậu ngọ nữ mạng nhé à, thêm nữa trong tháng này chúng ta có lưu niên trực phù và kính dương cái ông trực phù nó chủ về sự trì trệ chủ về sự lề mề nói chung ấy chủ về cái sự gọi là gì chậm trễ lề mề và nó làm cho bản thân gì cảm thấy là mệt mỏi và lúc nào cũng cảm giác bị lo sợ bị bất an nên tâm ra là gì đôi khi phải chịu nhiều thiệt thòi đấy thêm nữa là gặp ông kình dương kình dương nó là một cái hung tinh nó là một cái ác tinh nó gây ra nhiều cái tai ương dẫn dẫn đến là gì những người tuổi mậu ngọ cảm thấy bị thiệt thòi bị tổn thương bị mất mát ở, ở trong cái tháng tháng hai này vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng nhé à bên cạnh đó chúng ta có lưu niên lực sĩ lực sĩ nó là một cái sao tốt nó chủ về sức khỏe là hậu thần của thái tuế vậy nên là gì khi gặp cái lực sĩ này thì quý vị cũng có cái sức khỏe tốt sức khỏe tốt cũng có tác dụng là giải trừ bệnh tật đó nhưng mà nó, nó cũng nói lên rằng là gì? trong tháng này làm ăn khá vất vả vất vả lúc nào phải gồng mình lên đó bên cạnh đó thì quý vị lại gặp lưu niên rơi vào đất suy cái lưu niên suy nó nhập mệnh thì nó cũng nói lên rằng là gì nói chung ấy, những người tuổi mậu ngọ nam nữ mạng ấy, lúc này trở nên ôn hòa hơn bản mệnh sẽ sẵn sàng chịu thua thiệt tức là quý vị sẽ rút lui trong những cuộc tranh luận hay là đối đầu cái việc này không phải là thể hiện cái sự yếu kém mà nó là một cái bước đột phá giúp cho những người tuổi mậu ngọ gì có thể tránh được những cái những cái hung họa không cần thiết nó đến với bản thân đó như vậy trong tháng này cũng là một cái tháng mà nói chung một đánh giá là cũng là một tháng là trung bình nhé trung bình nữa tháng này quý vị chú ý về chuyện thị phi nhé thị phi tây đó và để hóa giải thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hậu thân à, thưa quý vị tiếp theo chúng ta sẽ tháng 3 là tháng mậu thìn Tháng mậu thìn chúng ta có gì ngọ gặp thìn nó là cục diện tương sinh như lại là sinh xuất. Vậy nên là gì? Trong thời gian này những người tuổi mậu ngọ ấy sẽ cảm thấy là mệt mỏi uể oải đó. Hơn nữa chúng ta có ngọ hỏa sinh thìn thổ nó lại gọi là tương sinh nên là vận trình tình cảm gia đạo thì cũng bình ổn. Đó. vận trình sức khỏe thì nó cũng sinh xuất âm ra nó cũng hơi mệt mỏi hơi đau một chút nhưng mà quý vị cũng không phải quá lo lắng nhé. Đó. À, bên cạnh đó thì chúng ta có mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên cái tỷ kiên này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi mậu ngọ làm việc quyết đoán hơn cẩn thận hơn tỉ mỉ hơn nên là cái kết quả công việc ấy, thì nó cũng sẽ cực tốt và được cấp trên đánh giá cao được bạn bè đồng nghiệp ủng hộ đó mà tiếp theo chúng ta có thìn thì ẩn tàng bát thiên can là mậu quý và ất chúng ta có mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên mậu gặp quý nó là chính tài và mậu gặp ất nó là chính quan đó khi mà cái chính cái tỷ kiên này mệnh thì nó báo hiệu là trong thời gian này quý vị cũng cực kỳ tỉ mỉ nhé giống ở trên này đúng không ạ À, thứ hai là gì cái chính tài nó xuất hiện trong thiên can ẩn tàng nó cũng báo hiệu cho quý vị và các bạn là tháng này là một tháng mà cũng dễ có được cái may mắn dễ có được cái tài lộc nhé và công việc thì nó sẽ hanh thông thuận lợi quý vị cứ tập trung vào công việc chính thì tiền sẽ ra thêm nữa là gì chúng ta có mậu gặp ất thì nó là chính quan cái chính quan nó cũng dự báo là con đường quan vận cũng sẽ được hanh thông và quý vị đi làm đúng không ạ với tinh thần vui vẻ thoải mái nên là sẽ có rất nhiều cái bài học hữu ích đó à, bên cạnh đó thì chúng ta lại có hai lưu niên đó là thái tuế và thanh long Thái Tuế đi với Thanh Long nữa, Thái Tuế đặt sao là sao bán cát bán hung, tùy theo tốt xấu mà cái sao nó đi cùng ấy, mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái cung đó tốt xấu ra sao, sao. Vậy nên là trong cái tháng 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 âm lịch này, thì Thái Tuế đi với Thanh Long, Thanh Long nó là một cái sao tốt, nó chủ về sự vui vẻ, chủ về cái sự gọi là gì? sự hòa nhã, sự vui vẻ và sự quyền lực đó. Vì thế mà trong thời gian này thì quý vị sẽ có được cái may mắn do được Thái Tuế tương trợ và cái sao tốt Thanh Long nó cứu giải. Vì thế tháng 3 nhé, với nữ mệnh thì nó là tốt nhé Với nam mệnh thì nó là xấu Do là gặp gì? thái tuế gặp phục binh đúng không ạ? Thì nó là xấu, nhưng mà gặp thanh long nó lại là tốt Vậy nên đây là một cái tháng cũng khá là đáng mừng Đáng mừng Và quý vị trong tháng này cũng sẽ rất cẩn thận Và tập trung vào công việc chính Thì sẽ có con đường quan vận tốt và tài vận thì cũng hay không Đó, đó là tháng 3 Tiếp đến chúng ta sẽ tháng 4 là tháng kỷ tỵ trong tháng kỷ tỵ chúng ta có ngọ hỏa gặp tỵ hỏa đúng không ạ thì nó là bình hòa bình hòa gặp cung diện bình hòa này thì nó cũng nói lên rằng là những người tuổi mậu ngọ ấy nói chung cũng gặp khá nhiều cái may mắn ấy, khá nhiều cái may mắn về thứ nhất là tình cảm thì đi lên đúng không ạ và cái sức khỏe thì cũng tốt vậy nên hai vấn đề này chính này quý vị cũng không cần phải lo lắng nhé. À, thêm nữa là gì chúng ta gặp mậu gặp kỷ thì nó là kiếp tài như vậy là gì trong thời gian này dính đến tình chuyện là tình trạng là tranh quyền đoạt lợi tranh tài tranh đoạt về cái công việc dẫn đến là gì à, nhiều cái chuyện mâu thuẫn nhiều chuyện thị phi Vậy nên quý vị cần phải hết sức khéo léo xử lý, nếu không ấy, bung ra ấy, thì rất dễ bị mất mát về tiền của, về tiền bạc. À, bên cạnh đó chúng ta có địa chi tị thì nó ẩn tàng ba thiên can, bính, mậu và canh. À, chúng ta có mậu gặp bính thì nó là thiên ấn, mậu gặp mậu nó là tỷ kiên và mậu gặp canh nó là thực thần. Đó. Như vậy chúng ta có này, cái thiên ấn, bị mậu gặp bính là thiên ấn, cái thiên ấn nó chiếu mạnh ấy. Thì nó nói lên rằng là gì? Trong thời gian này thì những gia chủ tuổi ấy, mậu ngọ, nữ mạnh ấy, thì được thiên ấn nó trợ lực nên những người đi làm quản lý những người làm quan chức hoặc những người đi làm chủ ấy sẽ được thuận lợi trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ nên là những người để mộ ngọ làm gì cũng sẽ được hoan hỉ dễ có được cái thành công à, thêm nữa lại có gặp tỷ kiên thì nó cũng nói rằng thời gian này quý vị rất là tỉ mỉ rất là chi tiết và kết quả công việc hoàn thành cũng sẽ xuất sắc khiến cho cấp trên cũng vui lòng mà cấp dưới thì cũng gì cũng ủng hộ bên cạnh đó mộ gặp canh thì nó là thực thần cái thực thần nó cũng dự báo là trong tháng này thì quý vị có lộc nhé có lọc có lọc với cái chuyện là thứ nhất là được mời đi ăn đi chơi thứ hai là gì mời đến được đi tham quan du lịch và thứ ba là gì dễ có lọc có tiền bạc nó đổ được đổ về đó đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh buôn bán ấy, thì lại lọc nó đến một cách bất ngờ nhé đấy vậy nên là gì cái tháng này cũng là một cái tháng mà cũng có nhiều cái nguy cơ có tài lộc vậy nên để tăng cường cái tài lộc trong tháng này và hóa giải cái kiếp tài này đi này cái hạn tiểu nhân này thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để cho mệnh ngộ thân Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 989 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cái vòng tăng hợp quý nhân. À, thưa quý vị, trong tháng Tư thì chúng ta có cái lưu niên thiếu dương. đó Quý vị biết đấy, cái thiếu dương nó là một cái sao tốt, nó là một sao tốt, là một cái sao tài năng. Nó có khả năng cứu giải nhưng mà đôi khi cũng vì lắm tài mà nhiều tật, tâm ra là gì? À, quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. À, thêm nữa chúng ta có tiểu hao và thiên không. Hai cái sao này nó chủ về cái chuyện là mất mát hao hụt về tiền bạc, về hư không. Đó. Vì thế mà gì quý vị cần phải có kế hoạch quản lý chi tiêu một cách dễ dàng. Đó. À, vì thế mà quý vị cần phải có kế hoạch chi tiêu một cách là rõ ràng cụ thể để tránh cái chuyện là mất tiền, mất tiền tài. Như vậy cái tháng này nói chung ấy nó cũng là một cái tháng xấu nhá, xấu không tốt, không tốt với nữ mạng. Tiếp đến chúng ta xét tháng 5 là tháng canh ngọ. Chúng ta có ngọ gặp ngọ là cục diện tự hình, Đấy, tự hình nó không tốt, cái cục diện tự hình này đôi khi nó có kéo theo nó kéo theo những cái khó khăn những cái trắc trở và cũng bị ảnh hưởng nhất định dễ bị thị phi tai tiếng và dễ bị tiểu nhân quấy phá trong năm thì gặp nhiều cái chuyện khó khăn sức khỏe thì cũng kém vì thế mà trong năm này sức khỏe này sức khỏe thì đau này và gì cái tình cảm thì cũng bị biến động biến động nhé, cũng đi xuống đó à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp canh thì nó là thực thần cái thực thần nó nói lên rằng đây là một cái thời điểm mà những người tuổi mậu ngọ ấy có được cái may mắn do được tài tinh đến chiếu mệnh. Vì thế mà những người tuổi mậu ngọ trong thời gian này ấy, thì nói chung ấy đối với những người làm ăn tự do, đối với những người buôn bán, đối với những người làm kinh doanh ấy, thì lại cực kỳ có lọc nhá. Quý vị có thể tranh thủ cái thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Đó. Mặc dù là ban đầu nó có vẻ hơi vất vả, hơi khó khăn một chút, thế nhưng ấy, càng về sau thì lại càng có lọc và quý vị sẽ càng dễ có được cái mong may mắn, có được cái tài lộc do mình mình làm ra quý vị đã biết ý, những người tuổi ngọ thì chúng ta có ngọ này ẩn tàng hai thiên can là đinh và kỷ đúng không ạ chúng ta có mậu gặp đinh thì nó là chính ấn và mậu gặp kỷ nó là kiếp tài đó như vậy là gì trong cái thiên can ẩn tàng nó có chính ấn xuất hiện nó có báo hiệu là gì trong thời gian này quý vị vẫn giữ được cái vị trí vẫn củng cố được cái vị trí cái chức vụ của mình nhưng mà gặp cái kiếp tài này này kiếp tài lâm vận nó nói là rằng là quý vị dễ bị thất thoát về tiền bạc về tài lộc vì thế mà nó là không tốt nhá như vậy tổng quan lại là gì ở trong cái tháng này thì lại thêm cái sao tăng môn nữa tăng môn nó chủ về chuyện buồn phiền chủ về chuyện đau lòng thương tâm đó còn cái tướng quân này này tướng quân nó chỉ về cái sự lãnh đạo nó chỉ về cái sự gọi là cứng rắn về sự nói chung là về về sự quyết quyết định quyết đoán ấy. vậy nên là gì nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn nhưng mà đặc biệt với nữ mệnh thì những người nữ mạng tuổi Mậu ngọ trong thời gian này ấy, cũng sẽ đưa ra cái quyết định nhanh và dễ có được cái thành công đó vậy nên là gì trong thời gian này để hóa giải cái kết tài thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân à, và đánh giá của cái tháng tháng năm nhé nó cũng là một cái tháng tốt nhé tháng tốt với quý vị à, quý vị có thể tận dụng cơ hội này để phát triển thêm sự nghiệp nhưng mà cũng không nên là đầu tư kinh doanh vừa bãi nhé kẻo lại mất mát về tài lộc nhé đó đó là cái tháng cái tháng 5. tiếp theo chúng ta xét tháng 6, tháng mậu ngọ đúng không ạ à, là tháng tân mùi tháng 6 đó là tháng tân mùi tháng tân mùi chúng ta có ngọ mùi là cục diện nhị hợp như vậy là gì trong cái tháng trong tháng tân mùi này, này những người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 ấy nói chung ấy, có thể hoàn thành tốt những kế hoạch đang dở ra của mình với những cái dự án mới thì các bạn cũng thì không cần thêm cân nhắc nhiều và quý vị cũng sẽ là những người mà có được cái may mắn do được quý nhân tương trợ giúp đỡ cái cơ hội làm ăn cơ hội hợp tác nó sẽ đến một cách bất ngờ đấy vậy nên những người tuổi mậu ngọ trong thời gian này cũng nên mở rộng cái mối quan hệ tích cực đi giao lưu tích cực đi quan hệ gặp gỡ đầu tư để, để tìm được những đối tác khách hàng mới đó. Thêm nữa là chúng ta có mậu gặp tân thì nó là thương quan. Đấy. Gặp cái ông thương quan nâm vận thì nó cũng nói lên rằng trong thời gian này gia chủ tuổi mậu ngọ gặp thương quan nó cản trở nên quý vị cũng cần phải cẩn thận kẻo mất chức mất quyền hoặc là bị thôi việc bị bỏ học giữa trường. À, quý vị làm gì cũng cần phải có quyết tâm cao thì mới thành công được. Những gia chủ tuổi ngọ cũng nên bỏ ngay cái tính cả thèm chóng chán để cho gì trải qua một cái 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 tháng này nó cũng được bình yên và may mắn. À, thêm nữa cái địa chi mùi này nó ẩn tàng ba thiên can kỷ ất và đinh đúng không? chúng ta có mậu gặp kỷ thì nó lại là kiếp tài mậu gặp ất thì nó là chính quan và mậu gặp đinh thì nó là chính ấn nó chính ấn vậy nên là gì nó nói lên rằng trong thời gian này thì những người tuổi mậu ngọ ấy thì sẽ gặp khá là nhiều khó khăn khá nhiều trắc trở đấy khá nhiều khó khăn khá nhiều trắc trở vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé đó À, bên cạnh đó chúng ta có mẫu ất nó là chính quan đấy chính quan thì nó cũng nói lên rằng đường đường con vận thì hanh thông cái chính ấn nó nói lên rằng là gì công việc thì cũng thì có được uy quyền có được cái uy thế của mình à, thêm nữa trong cái tháng này thì quý vị lại gặp cái lưu niên mộc dục đấy lưu niên mộc dục thì nói chung mộc dục thì nó khiến cho những người tuổi mậu ngọ nam mạng nữ mạng đều cảm có cả một, một cái cảm giác là không ổn định khá là trông tranh và đó là cái điều dễ hiểu mà khi các bạn bắt tay vào cái dự án gì đó mới không ai dám chắc là tương lai sẽ đưa những người tuổi mộ ngọ về đâu nhưng mà trong tháng 6 âm lịch này thì quý vị cứ quyết tâm làm ấy, thì cũng sẽ đọc có những kết quả nhất định à, khi kết quả có rồi thì mọi người cũng phải kính nể và nể phục những người tuổi mộ ngọ mà thôi à, thêm nữa trong tháng này thì quý vị lại có lưu niên thiếu âm và tấu thư thì cái thiếu âm này cái thiếu âm này nó là một cái cắt tinh vậy nên trong thời gian này nó cũng sẽ trợ giúp cho những người tuổi mộ ngọ trở nên thông minh hơn đấy và trở nên hòa nhã hơn nhân hậu hơn nói chung ấy khi mà gặp cái cái thiếu âm cái sao thái thiếu âm này thì nó cũng mang tính chất là mềm mại, nhún nhường, nó hợp với phụ nữ. Nó là một cái ngôi sao có khả năng giải trừ bệnh tật và tai họa bằng cách nhường nhịn nhún nhường của mình đấy. Vì vì thế nên là gì? Trong thời gian này quý vị cũng kết nối được nhiều người bạn mới và sẽ có được một cái công việc cũng khá là hanh thông thuận lợi. À, thêm nữa cả cái tấu thư. Cái tấu thư nó cũng là một cái sao tốt đấy. Nó chủ về ăn nói, chủ về viết lách, chủ về văn chương, chủ về lý luận. Nói chung nó chỉ là một phụ tinh thôi Nhưng mà nó cũng tạo ra nhiều cái ý nghĩa đấy Và nó cũng sẽ mang lại cái may mắn cho những người từ Mậu ngọ nữ mạng à, Luôn được gặp may mắn để Cái khoa nói thì tốt đúng ra là gì Dễ ký kết được những hợp đồng bạc tỷ lớn Trong cái thời gian này Và có cái cơ hội để chuyển vận giàu sang Vậy nên cái tháng 6 âm lịch Cũng được đánh giá là một cái tháng tốt nhé Một tháng tốt với những gia chủ tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 chỉ còn quý vị nỗ lực một chút nỗ lực một chút thôi thì sẽ có được những thành quả như ý muốn À thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái trong cái 6 tháng đầu năm ấy thì chúng ta biết những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 ấy, chúng ta sẽ có 4 tháng tốt đúng không ạ? Là tháng Giêng, tháng 3, tháng Giêng, tháng 3, tháng 5 và tháng 6. Có 2 tháng xấu đó là tháng 2, tháng 2 và và tháng 4. Đó là 2 tháng xấu nhất mà quý vị cần phải lưu tâm. Đó. Còn những tháng khác là những tháng mà có những tháng giúp cho quý vị tăng cường cái tài lộc, có những tháng mà quý vị nên nằm yên chờ thời thì cũng sẽ gặp được may mắn. À, quý vị thân mến như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi mộ Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 năm gió Thìn rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn